Chào mừng quý vị đã đến với đêm gala thứ hai của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Nhí Việt Nam với đêm nhạc chủ đề thầy cô và gia đình. Hồi nãy con nói là con muốn chạm nhẹ vào mọi người bằng ca khúc này đúng không? Nhưng mà không có nhẹ đâu, con muốn chạm nặng lắm. Cường ơi, hôm nay cô không khóc mà nước mắt nó chảy ngược vào trong thôi con ạ. Tỏa sáng là ánh sáng phát ra từ trong tâm hồn của mình. Tỏa sáng là bóng đèn tỏa sáng. Tỏa sáng là được làm hết mình. Tỏa sáng là làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Tỏa sáng là shining. Tỏa sáng là hát tự trái tim. Tỏa sáng là bùng nổ trên sân khấu với bài hát theo phong cách của mình. Để bữa đó coi ai tỏa sáng nhất nha. Còn không thôi thì cô sẽ phát cho mỗi đứa một cái bóng đèn. Bữa đó sẽ bật đèn lên để tỏa sáng, hiểu không? Yes, và Thanh Ngọc chúc cho tất cả các bé đáng yêu của Thần Tượng Âm Nhạc Nhí sẽ thật sự bùng nổ, thật sự cháy hết mình và tỏa sáng trên sân khấu. Và đêm nay chúng con sẽ tỏa sáng. Lúc này là 8 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Nhí Việt Nam. Và trong đêm nay với chủ đề tỏa sáng, các bé sẽ tự lựa chọn những ca khúc thật hay, thật tình cảm mà các bé cảm thấy tự tin nhất để gửi tới quý vị khán giả. Và cùng với chủ đề này, Thảo My hy vọng quý vị sẽ hiểu rõ hơn về cả tính âm nhạc của mỗi bé. Nhưng trước khi bước vào những phần trình diễn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chào đón 3 vị giám khảo của chương trình. Xin được giới thiệu giám khảo ca sĩ Văn Mai Hương, giám khảo ca sĩ Tóc Tiên và giám khảo ca sĩ Isaac. Xin mời 3 vị giám khảo của chúng ta trở về vị trí của mình. Để bắt đầu đêm thi ngày hôm nay thì Thảo My xin được nhắc lại thể lệ bình chọn của chương trình. Vẫn giống như những đêm thi trước, quý vị khán giả yêu thích thí sinh nào thì hãy soạn tin nhắn với cú pháp mã số bình chọn gửi về tổng đài 6370. Phần còn lại sẽ do ban giám khảo quyết định với điểm A là 30%, điểm B là 20% và điểm C là 10%. Kết quả cuối cùng sẽ được cộng từ điểm của ban giám khảo và số lượng phần trăm bình chọn từ phía khán giả để lựa chọn ra những bé xuất sắc nhất đi tiếp cùng với chương trình. Và tiết mục đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay sẽ thuộc về một cậu bé có phong cách rất nghệ sĩ, không ai khác đó chính là Jaden. Mã số bình chọn của Jaden là 1. Quý vị hãy soạn tin nhắn với cú pháp 1 gửi về tổng đài 6370, cước phí là 3.000 đồng một tin nhắn. Thời gian bình chọn dành cho Jaden bắt đầu. Don't you know baby, yeah, yeah, I'll be there. Khi mà em lên cái câu mà Don't you know baby, trời ơi chị rụng rời người luôn ấy. Tuần này em chọn bài Nếu Mưa To Xảy Ra. Em chọn bài đấy vì bài đấy có âm hưởng nhạc rock ạ. Và em rất thích nhạc rock. Ngọc có góp ý với lại bé Jaden thì hát còn hơi hiền quá. Hát rock mà như vậy thì hơi hiền quá. Và chủ đề tuần này là tỏa sáng ạ. Và có một câu không, ta sẽ như bình minh, xoa tan lạnh lùng trong băng giá. Nếu có tình yêu thương, ai cũng có thể tỏa sáng. Jaden sẽ hát nhạc rock. Yeah. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn
chừng trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng. Ai bên ai vẫn có đường, ai xa ai dù gần, con tim ta như đã lẻ buốt giá. Jaden với phần mở màn rất tuyệt vời cho buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe chị Tóc Tiên nhận xét về phần trình diễn này của Jaden. Nếu điều đó xảy ra và điều đó đã xảy ra thật, hôm nay Jaden đã lột xác, không còn là một chàng lãng tử hát tình ca những cái bài nhạc ballad nhẹ nhàng nữa, mà bây giờ hôm nay con xuất hiện với hình ảnh một anh chàng rocker rất là mạnh mẽ, rất là gọi là hiện đại và đầy sức mạnh trong đó, nhưng mà cũng không kém những cái sự sâu sắc trong cái cách con xử lý cái đoạn đầu. Con xử lý rất là nhẹ nhàng và mềm mại và đẩy hết sức lực để mà điệp khúc nó được cao trào. Cô chỉ giá thôi nha, cái này là cô chỉ ước gì là cái đoạn cuối, anh không biết là anh Isaac có đồng ý với Tóc Tiên là đoạn cuối mà bé lên, cái câu cuối cùng nó lên cao, thật là cao, lên gọi là lên một quãng 8 chẳng hạn, nếu như con làm được thì cái bài hát nó sẽ bùng nổ hơn nữa. Nhưng mà cô rất là hài lòng, bởi vì những cái bạn nào mà thi đầu tiên đều tâm lý rất là chịu nhiều sức nặng về tâm lý, nhưng mà hôm nay con rất là tự tin và con đã có một cái mở màn thành công cũng như là hoàn hảo cho buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Tóc Tiên. Còn giám khảo Isaac thì sao ạ? Chú Isaac là thích là bất cứ bài hát nào Jaden hát á, Jaden đều đẩy cái hồn của Jaden vào bài hát. Có nghĩa là mặc dù đây là một cái bài hát rock, nhưng mà Jaden vẫn có những cái xử lý R&B rất là tinh tế trong những cái đoạn luyến á. Chú Isaac rất là thích điều đó. Và ngày hôm nay á, chương trình chọn Jaden mở màn cho cả một chương trình ngày hôm nay, chắc chắn sự diễn hôm nay sẽ là một sự diễn rất là tuyệt vời. Chúc mừng Jaden. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ba vị giám khảo. Cảm ơn Jaden với phần trình diễn mở màn rất tuyệt vời vừa rồi. Thưa quý vị, phần trình diễn tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ một cô bé rất nhỏ nhắn nhưng lại luôn tự tin và tràn đầy năng lượng. Đó chính là Diệp Nhi. Mã số bình chọn của Diệp Nhi là 2. Hãy soạn tin nhắn 2 gửi về tổng đài 6370 với cước phí là 3.000 đồng một tin nhắn. Thời gian bình chọn dành cho Diệp Nhi bắt đầu. Trong lây sâu trước thì con đi nhiều là quên cả phần hát. Thế nên trong chủ đề tỏa sáng, con hát bài tự tin là chính tôi để con tự tin hơn. Ý nghĩa của lời bài hát là nếu mà mình tự tin sẽ làm nên tất cả. Con hiểu thế rồi. Xong rồi con quay qua là con quay qua một cái con chống nạnh, con cười một cái là mọi người sẽ thấy con rất là dễ thương. Trước giờ phong cách của con là phong cách rock, nhưng mà con hát bài này là nhạc pop nên là con sẽ nhảy và giao lưu khán giả để mọi người thấy con là Diệp Nhi tự tin. Diệp Nhi đánh đá, Diệp Nhi xinh đẹp, Diệp Nhi tự tin. Chú ý làm gì?
chính tôi. Đừng nói tôi khác biệt khi tôi là chính tôi. Đừng nói tôi màu mè khi tôi giống một sắc màu. Đừng nói tôi chê chỗi chỉ là tôi cá tính thôi. Hãy nói tôi tự tin vì tôi tự tin là chính tôi. Dù bạn là ai ở đâu trên đường đời, chính mình. Cuộc sống là muôn màu, mỗi người có một màu riêng. Tôi không phải chú ý làm gì, bởi chỉ muốn là chính tôi. Đừng nói tôi khác biệt khi tôi là chính tôi. Đừng nói tôi màu mè khi tôi giống một sắc màu. Đừng nói tôi chê chỗi chỉ là tôi cá tính thôi. Hãy nói tôi tự tin là chính tôi. Na 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 na. Tự tin tự tin là chính nhỉ. Thêm một tràng pháo tay nữa cho Diệp Nhi tự tin được không ạ? Vâng, xin mời giám khảo Isaac. Chú la bây giờ chú khàn tiếng luôn rồi. Lady Nhi Nhi. Nhi à, càng vào sâu á, con hát càng hay, con càng tự tin. Nhưng mà cái sự bùng cháy trên sân khấu của con nó không hề làm con bị hoang mang. Bởi vì con rất là điềm tĩnh, con xử lý rất là tinh tế. Con lên giọng nữa. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là những cái đoạn mà con muốn nhấn, con làm cho mọi người phát điên vì con. Và đây là cái tinh thần chú muốn thấy, bởi vì mình lên sân khấu không phải là mình để chiến thắng bất cứ cuộc thi nào, mình chiến thắng bản thân mình. Mình hát cho mình, hát cho bản thân mình đã. Yeah. Đó chính là cái tinh thần mà chú muốn. Và khi những lần đầu tiên mà ba cô chú thấy Diệp Nhi á, ba cô chú muốn là con sẽ đem cái tinh thần này đến với cuộc thi Vietnam Idol Kids. Một tinh thần rất tự nhiên, rất là vô tư, rất hồn nhiên. Và mình lên sân khấu vì mình thích được hát, mình muốn hát. Diệp Nhi tuyệt vời, I love you. Xin cảm ơn giám khảo Isaac, xin mời giám khảo Văn Mai Hương. Cô không biết nói gì với con nữa. Con tự tin quá. Mà con lại còn hát một bài tự tin nữa, đâm ra lại càng tự tin hơn. Con biết không, khi mà con bước ra sân khấu, cô biết chắc chắn tất cả những cái động tác mà giơ tay, giơ chân này là các cô dạy con đúng không? Sau khi dạy xong rồi là con quên luôn là con phải làm gì, và con làm hoàn toàn theo cách của con. Và cô thích như thế hơn. Cô thích một Diệp Nhi tự tin chính bản thân là Diệp Nhi hơn. Mọi thứ con làm đều vô cùng là tự nhiên, bằng những cái rất là bộc phát của con. Con rất là thoải mái. Con quên lời một tí hoặc là con hát sai một tí con cũng mặc kệ luôn. Mặt con rất diễn, và cái đó là cái mà khán giả vô cùng thích, giám khảo vô cùng thích. Mỗi lần mà Nhi hát là mọi người đều rất sướng. Cảm ơn con rất nhiều. Con cảm ơn ạ. Cảm ơn những lời nhận xét của vị giám khảo. Cảm ơn Diệp Nhi rất nhiều. Quý vị thân mến, vậy là hai tiết mục đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đã diễn ra rất thành công phải không ạ? Nhưng vẫn còn rất nhiều điều đặc biệt chờ đón quý vị ở phía sau nữa. Quý vị đừng đi đâu nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Xin cảm ơn quý vị đã lựa chọn Thần Tượng Âm Nhạc Nhí trên kênh VTV3 để thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay bình chọn để giữ thí sinh mà mình yêu thích đi tiếp cùng với chương trình. Và tiết mục tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay sẽ thuộc về cậu bé Thiên Tùng. Mã số bình chọn của Thiên Tùng là 3. Hãy soạn tin nhắn với cú pháp 3 gửi về tổng đài 6370 với cước phí là 3.000 đồng mỗi tin nhắn. Thời gian bình chọn dành cho Thiên Tùng bắt đầu. Trong đêm chủ đề tỏa sáng, con chọn bài hát See You Again. Là vì một phần con thích giai điệu của bài hát, và một phần con cũng là fan của bộ phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm. Thiên Tùng thì làm Như Ngọc bất ngờ ở cái chỗ là bạn hát, bé hát xong rồi bé đọc rap luôn, rất là chuyên nghiệp. Đọc rap cũng rất là có phong cách. Con nghĩ mình có thể thể hiện tốt nhất với phong cách R&B, và bài hát này cũng có hơi hướng phong cách như vậy. Có một cái khó khăn đối với con nữa, đó là cái bài này là một người hát, một người đọc rap. Đúng không? Còn con là con kim cả hai luôn. Cho nên là nó con sẽ bị phân tâm hơn một chút xíu. Đêm nay con sẽ đọc rap, mọi người hãy chờ đón phần thể hiện của con nhé.
come a long way from where we begin. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes you flew, the things you've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that I wouldn't last. Switch up, look at things different, see the bigger pictures. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about fame? What fame is all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we begin. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oh, đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình với một vai trò rất là mới, đó là đọc rap đúng không? Và không biết là giám khảo Văn Mai Hương cảm thấy như thế nào về phần trình diễn này của Thiên Tùng? Tùng biết không? Em là một người mà chị cảm thấy rất là tự hào. Chị tự hào bởi vì chị biết em từ hồi rất là nhỏ. Đến tận bây giờ chị càng tự hào hơn, bởi vì mỗi một lần mà chị gặp em, nó là một cái sự thay đổi, là một cái sự cố gắng. Em là một đứa bé rất thông minh và em là một đứa bé mà luôn luôn cố gắng tìm tòi những cái gì em chưa biết để mà em làm được những cái đó, xong sau đó là làm tốt những cái đó. Cái đó là cái mà chị rất là trân trọng ở một người bé xíu như em. Và ngày hôm nay em đứng đây, em vừa hát, em vừa đọc rap, tất cả những bước đi của em, những cái nốt nhạc mà em hát, nó hoàn toàn, nó rất là chắc, nó không phải như là đêm trước. Nó không phải như đêm trước đâu Tùng ạ. Ngày hôm nay em rất là tỉnh táo, em rất bình tĩnh, em hát mọi thứ đều rất trôi chảy. Ngày hôm nay chị rất tự hào về em, chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị. Xin cảm ơn giám khảo Văn Mai Hương, xin mời giám khảo Tóc Tiên. Tùng ơi, cô chúc mừng con là bởi vì hôm nay cô thực sự thấy một ca sĩ Thiên Tùng trên sân khấu chứ không phải là một thí sinh. Hôm nay con hoàn toàn là không đang đi thi mà con đang thực sự hát tất cả những gì trong tâm hồn của con, tính cách đúng với tính cách cũng như là sở thích về âm nhạc vân vân của con. Và qua tất cả các vòng, cô cảm nhận là bạn Thiên Tùng luôn là một bạn rất là kỹ càng trong việc lựa chọn bài hát, và thường là đa số là chọn những bài nó có một cái độ khó nhất định. Bài hát ngày hôm nay hoàn toàn không dễ hát, nhất là đối với một bạn ở độ tuổi như con, mà con lại phải kiêm luôn cả phần rap, và con làm rất tốt. Và đó là điều mà tất cả khán giả ngày hôm nay công nhận, cũng nhìn thấy được ở con. Và cô muốn nói một điều, đó là cô rất muốn see you again next week, trong tuần sau nhé. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Tóc Tiên, cảm ơn Thiên Tùng về phần trình diễn vừa rồi. Quý vị thân mến, phần trình diễn tiếp theo đây sẽ thuộc về một cậu bé mà luôn khiến cho giám khảo Isaac ghen tị với sắc đẹp của mình. Và quý vị đã đoán ra ai rồi phải không ạ? Đó chính là Gia Khiêm. Mã số bình chọn của Gia Khiêm là 4. Quý vị hãy soạn tin nhắn 4 gửi về tổng đài 6370 với cước phí là 3.000 đồng một tin nhắn. Thời gian bình chọn dành cho Gia Khiêm bắt đầu. Với chủ đề tỏa sáng thì con sẽ chọn bài Bang 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 của nhóm Big Bang. Tại vì là bài này bảo mình là mình phải bùng cháy hết mình và tỏa sáng với mọi người và không lo sợ gì hết. Con cũng đó là fan của Big Bang. Khiêm á, còn hơi e dè nhút nhát một chút xíu trong cái phong cách biểu diễn của mình. Mình cần phải mạnh mẽ hơn một chút xíu với bài hát này. Phải máu lên. Với bài này thì con cũng có khó khăn là phải phát âm cái đoạn nhanh và bài tập nhảy. Đêm nay con sẽ nhảy, mọi người có tò mò không? Bên bên bên. Chỉ đi quá trả lời mù cứ trả lên. Hàng chi nó đâu phụ sự
Có vẻ ba vị giám khảo của chúng ta đang mất nhiều sức so với bài này đúng không? Yeah! Ok. Trước hết, nói về giai điệu và sự sôi động thì đây là một lựa chọn rất thông minh của con. Cảm ơn chú. Và thứ hai, cái điều thông minh của con chính là con làm mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Là hôm nay Gia Khiêm nhảy, bữa nay anh mới đặt nhảy nữa chứ. Ghê chưa? Nói chung là bây giờ đẹp trai, hát hay, nhảy rồi giờ còn thiếu gì nữa đâu. Là hát tiếng Hàn hay nữa. Hả? Hát tiếng Hàn hay nữa. Ủa cô Tiên hiểu hát gì không? Không, nhưng mà miễn sao em nghe thấy nó được được. Mọi người nghe được được đúng không ạ? Hát hay hơn gì, hát tiếng Hàn hay chú sắc rồi đó. Khi mà con chọn ca khúc này sẽ có hai luồng. Một bên á sẽ không thích bởi vì họ không hiểu hát cái gì. Nhưng mà một bên còn lại sẽ cực kỳ thích con nếu là chú. Đó, có nghĩa là cuối cùng là không quan tâm bởi vì mình hát, vì mình thích. Và hôm nay Gia Khiêm mới làm được một điều đó, như là làm cho cả trường quay sôi động, cả cái tiết mục của con luôn, không phải là chỉ một khúc nào hết. Tuyệt vời. Xin mời giám khảo Tóc Tiên ạ. Cô, thật sự là như mấy tuần trước á, mấy cô chú có nhiều bạn hát, mấy cô chú khóc vì cảm động. Tuần này cô chú khóc vì cười quá nhiều. Bởi vì cái sự sôi động, cái sự tự tin mà các con đem lại. Hôm nay cô nhìn thấy Gia Khiêm hoàn toàn khác. Không phải là một anh chàng có vẻ nhút nhát như mọi lần, mà hôm nay con rất tự tin trên sân khấu. Và cô nghĩ rằng là sau ngày hôm nay là không chỉ fan thông thường của con, mà sẽ còn rất rất nhiều những fan của K-pop, là fan của Big Bang sẽ ủng hộ và nhắn tin cho con rất là nhiều. Chúc mừng con. Thôi con lớn lên, mà lớn lên thì cẩn thận mấy chị nha con. Xin mời giám khảo Vân Mai Hương. Nãy giờ cô không định nói gì đâu, mà cô sẽ cầm điện thoại và bình chọn cho con luôn. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ba vị giám khảo. Cảm ơn Gia Khiêm với phần trình diễn rất sôi động vừa rồi. Cảm ơn mọi người. Quý vị thân mến, quý vị thân mến, phần trình diễn tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay sẽ thuộc về cô bé rất xinh xắn Khánh Linh. Mã số bình chọn của Khánh Linh là 5. Hãy nhấc điện thoại lên và soạn tin nhắn 5 gửi về tổng đài 6370 để bình chọn cho Khánh Linh. Thời gian bình chọn dành cho Khánh Linh bắt đầu. Tuần trước thì con có trình diễn với mẹ tôi thì Mưu Dương đang hát thì con rất là xúc động. Xích khóc nên là phần trình diễn của con cũng chưa tốt lắm ạ. Khánh Linh thì cũng tạo bất ngờ cho Ngọc dữ lắm. Đầu tiên nhìn vào thì Khánh Linh là một cô bé rất là xinh xắn, giọng của bé cũng rất là tốt nữa, giọng kim mà đôi khi bé giả thanh cũng rất là tốt. Tôi nghĩ ở tuần này với chủ đề tỏa sáng thì các bạn và con cũng như con sẽ thể hiện thật tốt và thật tự tin trên sân khấu theo phong cách của mình. Woo!
mê ly. Mê ly đời ta. Đêm nhạc với chủ đề tỏa sáng đã thực sự làm cho các thí sinh của chúng ta tỏa sáng phải không ạ? Không biết giám khảo Tóc Tiên cảm thấy như thế nào về phần trình diễn vừa rồi của Khánh Linh? Linh ơi, cô biết rằng là những tuần vừa qua con rất là hoang mang và có lẽ là có một chút xíu cái áp lực về mặt tâm lý, cho nên là mình có một vài tuần mình chưa đúng thật sự là cái phong độ của mình. Nhưng mà cô rất mừng, cô cảm thấy rất là vui và tự hào vì ngày hôm nay con đã trở về đúng với phong độ, trở về đúng với tài năng thật sự của con như những dòng đầu của Đập thấy con. Và cái bài hát này hôm nay con chọn nó rất là chính xác là bởi vì nó phù hợp với quãng giọng của con, nó giúp cho bài giọng hát của con nó sáng hơn và nó có nội lực hơn rất là nhiều. Cô cũng không biết nói gì hơn ngoài chúc mừng con hôm nay đã có một màn trình diễn rất là xuất sắc. Chúc mừng Khánh Ly. Xin cảm ơn giám khảo Tóc Tiên. Xin mời giám khảo Isaac. Đối với Joe Isaac á, là cho dù những tuần trước đó Khánh Linh có hát thế nào, có mất hơi thế nào, có vẫn chưa đủ phong độ thế nào, nhưng mà đối với Joe Isaac vẫn biết rằng là cứ những vòng tiếp theo đó Khánh Linh sẽ lấy được lại phong độ của Khánh Linh, bởi vì chú lúc nào cũng mình tin là Khánh Linh rất là lớn. Và ngày hôm nay Khánh Linh đã không có làm cho chú thất vọng, bởi vì Khánh Linh ngày hôm nay tự tin hơn, hát đúng bài hát mà Khánh Linh yêu thích, cho nên là Khánh Linh thỏa sức hát mà không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì hết. Mặc dù là cái sự phô chơi nó cũng còn có một chút xíu, nhưng mà cái điều đó là nó không hề có vấn đề gì hết, bởi vì con đã hòa mình vào bài hát này rồi, và những cái cảm xúc của con nó làm cho khán giả quên đi cả những cái lỗi đó của con. Và ngày hôm nay Khánh Linh đã làm rất tốt, và chú hy vọng rằng là trong những vòng tiếp theo đó Khánh Linh vẫn sẽ giữ được cái phong độ này của mình, nhớ nha. Chúc mừng con. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ba vị giám khảo. Xin chúc mừng Khánh Linh, con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Quý vị thân mến, vậy là 5 tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay đã được thể hiện rất thành công phải không ạ? Tuy nhiên thì ba bé còn lại cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho phần trình diễn của mình. Nhưng trước khi đến với những phần trình diễn này, Thẩm My xin mời quý vị cùng chờ đợi trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Thần Tượng Âm Nhạc Nhí Việt Nam đêm Gala 3. Ngay sau đây thì Thẩm My xin mời quý vị cùng gặp gỡ một cô bé cá tính và luôn giữ vững phong độ của mình qua từng đêm thi. Đó chính là Thùy Anh. Mã số bình chọn của Thùy Anh là 6. Hãy soạn tin nhắn 6 gửi về tổng đài 6370 để bình chọn cho Thùy Anh. Thời gian bình chọn dành cho Thùy Anh bắt đầu. Tuần này con đã chọn bài hát If We Hold On Together của Diana Ross. Bài hát này nói về là mình luôn luôn phải đi con đường mà mình đã lựa chọn và không bao giờ được từ bỏ ước mơ của mình ạ. Và con thì lại rất là hợp với thể loại pop ballad, nên là con nghĩ bài này con có thể tỏa sáng trong đêm nay ạ. Con sẽ thể hiện một ca khúc mà đã rất quen thuộc với mọi người, nhưng mà con sẽ thể hiện thế nào cho mới mẻ và để mọi người nhận ra được phong cách âm nhạc có trong bài hát này ạ.
for you and I. Thẩm My tin rằng phong độ của Thùy Anh trong buổi tối ngày hôm nay tiếp tục chinh phục quý vị, phải không ạ? Và không biết là giám khảo Văn Mai Hương cảm thấy như thế nào về Thùy Anh? Thật ra, con biết không, con muốn đính chính một chút xíu. Con không phải là một em bé mà có phong độ ổn định. Nhưng con là một em bé mà tốt qua từng vòng thi, từ vòng đầu đến tận bây giờ. Con là cả một sự cố gắng rất nhiều. Thùy Anh biết không, có những người khi sinh ra họ đã là những người giọng rất hay, giọng rất tốt, họ chỉ cần cố gắng một thôi. Còn có những người như cô và con khi sinh ra đều là những người giọng không hề đặc biệt, nhưng mình phải cố gắng, mình cố gắng rất là nhiều, mình động não, mình suy nghĩ, mình có những cái cách hát riêng của mình. Con là một đứa bé vô cùng thông minh, con rất là cố gắng, mọi thứ của con đều trong tầm kiểm soát của con. Và cô nghĩ con có suy nghĩ, con có sự đầu tư cho tất cả những cái đó. Con là một cô bé vô cùng tinh tế. Ngày hôm nay con đứng đây, con hát pop ballad, con di chuyển từ kia ra đây, con như một thiên thần. Cô rất là yêu con, ngày hôm nay con rất là tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Vân Mai Hương. Xin mời giám khảo Tóc Tiên. Thực ra là nếu như nhắm mắt lại thì cô không nghĩ rằng là đang có một thiên thần đứng hát trước mặt mình. Mà không phải là một thiên thần bé nhỏ mà là một người lớn, bởi vì giọng con nó rất là trưởng thành và nó rất là sâu sắc. Và thực sự là cô rất là xúc động. Nếu như những màn trình diễn nãy giờ làm cho cô hứng khởi nhảy vui thì đây là màn trình diễn khiến cho cô nổi da gà. Bởi vì con quá chững chạc và con quá tinh tế trong cách xử lý bài hát. Cô không biết là con đã hát bài này nhiều lần trước đó chưa, hay là đây là lần đầu tiên con thử sức? Đây là lần đầu tiên con hát bài này ạ. Vậy thì cô chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc trong buổi tối ngày hôm nay. Con cảm ơn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Xin chúc mừng Thùy Anh. Quý vị thân mến, và tiết mục thứ 7 trong buổi tối ngày hôm nay thuộc về một cô bé tròn tròn, mũm mĩm và dễ thương. Đó chính là Bảo Trân. Mã số bình chọn của Bảo Trân là 7 và thời gian bình chọn dành cho Bảo Trân bắt đầu. Biết chủ đề tuần là tỏa sáng thì con nghĩ tới hai bài là bài Ngọn lửa cao nguyên với lại bài Ly cà phê ban mê của cô Sue Black. Con nghĩ đây chính là phong cách âm nhạc của con, tại vì con rất là điên, con hát rất là máu lửa. Nghe con hát xong thì cô luôn muốn lên núi uống cà phê dễ sợ. Cái đoạn cuối á, con dồn hết cái đoạn cuối cho cô. Có rất là nhiều người thích hát rock nên con sẽ hát cho những người thích rock đó nghe, và người ta sẽ ủng hộ con. Hãy xem con tỏa sáng trên sân khấu nhé. Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng.
trường từ bao la ha ha ha. Mọi người tìm về với được gọi lửa bồi cháy mãi. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập Chân. Chúc mừng con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ở dưới kia có nhìn thấy là có hai cô gái rất xinh đẹp đã đứng lên cổ vũ cho phần trình diễn của con không? Hãy cùng lắng nghe giám khảo Vân Mai Hương nhé. Cho chú Isaac nói trước đi, tại thấy mặt chú. Em xin mời giám khảo Isaac vậy ạ. Con biết không, hồi nãy giờ là chú, từ đầu chương trình đến giờ là các bạn hát là chú nhảy nhót theo. Nhưng mà đến khi Bảo Chân hát là chú không dám nhảy. Bởi vì chú cứ sợ là bất cứ một cái động thái của cơ thể nào sẽ làm chú bị mất đi cái sự tập trung vào con, bởi vì giọng hát con nó cuốn hút chú quá trời luôn. Có lẽ chú không có muốn là bỏ lỡ bất cứ một cái câu hát, một cái bỏ nhỏ nào của con trong cái bài hát này hết. Và Bảo Trân là một trong những thí sinh mà chú đánh giá là có cái sự lựa chọn bài hát rất thông minh, rất thông minh và chính xác. Từ đầu chương trình đến giờ con chưa chọn sai một cái bài nào hết, chưa bao giờ sai một bài nào hết. Và ngay cái bài ngày hôm nay nữa là một cái bài có thể nói là hay nhất của con từ trước đến giờ. Con cảm ơn chú. Xin cảm ơn chú. Ý nữa là hồi tuần trước con Mai Hương chơi con điệu đúng không? Chú không có nghĩ con điệu. Cái này mới là Bảo Trân, con phải điên như vậy mới được. Và con phải làm cho cô Mai Hương tức là sao? Không điệu được như con. Hiểu không? Có là con điệu mà con hát cũng hay nữa, đó chính là cái Bảo Trân của chú. Ok. Dạ. Chiến tranh xảy ra. Xin mời giám khảo Vân Mai Hương. Con biết không, con là một em bé mà có một cái sự thiên bẩm rất là tuyệt vời. Mọi thứ của con đều rất nắn nót, rất tinh tế. Đánh vào đâu là chết chỗ đó. Tuần trước cô có nói là con điệu, nhưng mà tuần này con đã dùng cái đó của con để khiến cái bài này trở thành một bài rất là tinh tế. Nếu cô là cô siêu black mà ngồi đây ấy, là cô sẽ tôi thích em. Xin cảm ơn giám khảo Vân Mai Hương. Cảm ơn Bảo Trân về phần trình diễn tuyệt vời vừa rồi. Thưa quý vị, vậy là 7 tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay đã được thể hiện rất thành công. Và chỉ còn một tiết mục nữa thôi, không ai khác sẽ thuộc về sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường. Đây chính là biệt danh rất dễ thương mà giám khảo Tóc Tiên đã đặt cho Hồ Văn Cường. Mã số bình chọn của Hồ Văn Cường là 8. Hãy soạn tin nhắn 8 gửi về tổng đài 6370. Thời gian bình chọn dành cho Hồ Văn Cường bắt đầu. Với chủ đề Tỏa Sáng, con muốn mọi người hiểu rõ hơn về dòng nhạc con hay hát. Đó là dòng nhạc hát ca. Và đó là cũng là dòng nhạc con đang theo đuổi. Tuần này con hát bài Liếc Mỹ Hương, được chú Quế An viết lại lời mới. Cường hát mộc mạc quá, cho nên là nó còn hơi bị thô. Có những cái chỗ mà mình có thể sửa hoặc là mình luyến lấy cho nó kỹ thuật hơn thì Cường lại khó khăn trong cái việc đó. Nhưng mà Ngọc nghĩ là dân ca thì cần phải mộc mạc, cho nên là Ngọc nghĩ cũng không có vấn đề gì hết. Và chắc chắn là mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho Cường. Và đây cũng là phong cách âm nhạc của con. Con tin chắc là con sẽ tỏa sáng trên sân khấu. Sâu nặng từng nhịp sống
tình thương. Chưa giàu lớn con đi xa về nơi xứ lạ, bằng điệu lý tình quê con ăn chơi cả tâm lòng. Cha mẹ dành cho khó khăn qua rồi chân trời ngày mai tươi sáng. Tiếng ca nào lòng em dân cảm tạ Văn Cường, chúc mừng con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và xin mời giám khảo Tóc Tiên nhận xét về phần trình diễn vừa rồi của Hồ Văn Cường. Cô đang ngơ ngác lắm vì cô tưởng là hết rồi hả? Cô đang muốn nghe thêm, sao cô không hát thêm cho cô nghe? Hôm nay, thật sự là bây giờ khó quá cho ba cô chú. Tại vì không biết nhận xét gì về con bây giờ. Con đúng là sứ giả cảm xúc. Chỉ cần con ngâm một cái câu hát đầu tiên thôi mà tất cả mọi người tay chân cô muốn rụng rời ra hết. Và thực sự là cô rất cảm ơn chú nhạc sĩ Hoài An đã đem đến một cái bài hát có thể nói là rất là mới cho một bạn cho bạn Hồ Văn Cường, là để điều đó để chứng tỏ rằng là tất cả những bài hát các con một khi đã có tài năng thực sự, một khi đã có giọng hát thực sự thì bài hát nào mình cũng có thể xử lý được, có thể hát tốt được trên sân khấu. Và hôm nay con đã làm rất là tốt. Cô nghĩ rằng là ngay bây giờ đây cô sẽ nhắn tin và bình chọn cho con ngay lập tức. Chúc mừng Hồ Văn Cường. Xin cảm ơn giám khảo Tóc Tiên. Xin mời giám khảo Văn Mai Hương. Con biết không, cô nghĩ là ngồi nhà thì mẹ con ngày nào cũng có mặt ở đây với con đúng không? Mẹ con sẽ rất là tự hào về con, bố con rất là tự hào về con. Và một người mà con cần phải gửi lời cảm ơn to lớn nhất là mẹ Phi Nhung của con. Bởi vì là cô biết là từ khi mà cô Phi Nhung nhận nuôi con á, thì con dạt dào cảm xúc hơn, con có một cái gì đó trưởng thành hơn và con bớt rụt rè hơn rất là nhiều. Và cái điều đó con phải cảm ơn mẹ Phi Nhung. Tại vì ngày hôm nay con đứng trên sân khấu, con không còn cái cảm giác như ngày trước nữa, con như một nghệ sĩ trình diễn, con không còn áp lực nữa. Cô chúc mừng con. Cảm ơn cô. Xin mời giám khảo Isaac. Ngày hôm nay chú rất là bất ngờ. Bởi vì mặc dù chú có nghe ban tổ chức, mấy anh chị ban tổ chức nói là Cường con biết hát ca lương, hát ca cổ nữa, nhưng mà thực sự là chú không có ngờ là con hát ngọt đến như vậy. Và cái bài hát ngày hôm nay là chú có nghe chú Hoàng chia sẻ là có viết lời bài hát dựa cho hoàn cảnh của gia đình con nữa. Cho nên là khi chú nghe và chú nghe từ giọng hát của con, giống như là con kể một câu chuyện mà bản thân của mình đó, thì chú cảm thấy là nó, chú không biết nói thế nào, bởi vì nó giống như là chú vừa được xem một cái bộ phim ngay trước mặt mình. Có nghĩa là tất cả mọi thứ chú cảm nhận từ con nó quá rõ ràng. Và có thể nói là bất cứ khi nào con hát là đều làm cho chú không biết nói gì hơn nữa, bởi vì cảm xúc nó làm cho chú giống như là tất cả ngôn từ trong đầu chú lý trí bất hết. Con yên tâm đi, ba người ngồi đây đều là fan rất là bự của con. Dạ, chúc mừng con. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn Hồ Văn Cường. Quý vị thân mến, vậy là 8 tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay đã được hoàn thành rất là xuất sắc. Và ngay sau đây thì Thảo My xin mời quý vị cùng nhìn ngắm lại 8 tiết mục mà các bé đã trình diễn trong buổi tối ngày hôm nay. Con tim ta như đã lẻ buốt ra. Trong băng giá nhớ ánh sáng như mặt trời.
biết khi tôi là chính tôi. Đừng nói tôi màu mè khi tôi giống một sắc màu. Đừng nói tôi chơi trội chỉ là tôi cá tính thôi. Hãy nói tôi tự tin thì tôi tự tin là chính tôi. We've come a long way from where we begin. Oh, I'll tell you all about it when I see. Vừa rồi chúng ta vừa được xem lại hình ảnh của 8 tiết mục rất thành công trong đêm nhạc tỏa sáng. Nhưng trước khi đến với kết quả, Thảo My xin mời quý vị cùng chờ đợi trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Chào đón quý vị đã quay trở lại với Thần tượng âm nhạc ký Việt Nam đêm gala thứ 3. Trước khi đến với phần công bố kết quả, Thảo My xin mời quý vị cùng đón xem những hình ảnh rất đáng yêu của các bé trong suốt một tuần luyện tập vừa qua. Sáng trước mấy bạn phụ nữ. Hát để khi mình vỡ giọng á, hỏng giọng thì sao? Hỏng giọng thì thôi, học văn hóa. Con là máu lửa nhất. Lần đầu tiên con được các cô chú biên tập hỏi nhiều như thế ạ. Chả đi. Chả con về Hòa Bình đi. Đây là một cái mùa hè ý nghĩa nhất đối với con. Về, về, vui quá, vui quá, vui quá. Yeah. Mọi người hãy chờ đón phần thể hiện của con nhé. Yeah, yeah. Con sẽ không thể quên chương trình thần tượng nhạc nhí ạ. Yes. Xong rồi con. Vừa rồi là những hình ảnh rất dễ thương của các bé trong suốt một tuần gắn bó và luyện tập cùng với nhau. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay với một trong 8 bạn ở đây. Lúc này thì Thảo My đang cầm kết quả trên tay và thấy rằng bé có số lượng bình chọn cao nhất với tổng là 81,7%. Cậu bé này vẫn luôn giữ vững phong độ như vậy. Hãy chúc mừng cho Hồ Văn Cường.
Bé tiếp theo nhận được 44,3%. Không ai khác, đó chính là Bảo Trân. Thí sinh thứ 3 sẽ bước vào top 7 của thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam, nhận được 41,8% tổng điểm quy đổi từ điểm của ban giám khảo và số lượng phần trăm bình chọn từ phía khán giả. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Gia Khiêm. Bé thứ 4 bước vào top 7 chương trình thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam, nhận được tổng là 35,8% lượng bình chọn từ phía ban giám khảo và từ phía khán giả. Cô bé này đã có một cú vượt ngoạn mục, ngày hôm nay bước lên vị trí thứ 4. Xin chúc mừng Khánh Linh. Vị trí thứ 5 có 34,7 tổng điểm thuộc về anh chàng lãng tử Jayden. Và lúc này trên sân khấu còn 3 thí sinh: Thiên Tùng, Diệp Nhi và Thùy Anh. Trong 3 thí sinh này, thí sinh tiếp theo được đi tiếp cùng với chương trình nhận được tổng số bình chọn là 34,2%. Hãy chúc mừng cho chàng trai duy nhất Thiên Tùng. Và trên sân khấu là Diệp Nhi và Thùy Anh. Thí sinh tiếp theo nhận được 33,8% điểm quy đổi từ phía ban giám khảo và số lượng bình chọn từ phía khán giả. Trong 2 cô gái rất xinh đẹp này thì chúng ta xin chúc mừng cho bé Thùy Anh. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phải chia tay với Diệp Nhi. Hy vọng rằng Diệp Nhi đã có những khoảnh khắc rất tuyệt vời cùng với thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam. Và Thẩm My tin chắc rằng sau chương trình này thì Diệp Nhi có thể thực hiện ước mơ của mình và đam mê của mình. Thưa quý vị, vậy là đêm gala thứ 3 của chương trình thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn 3 vị giám khảo Văn Mai Hương, giám khảo Tóc Tiên và giám khảo Isaac. Cảm ơn giám đốc âm nhạc Hoài An, pianist Lý Huỳnh Long, giảng viên thanh nhạc Tú Uyên, khách mời ca sĩ Thanh Ngọc, biên đạo múa Lâm Vinh Hải, ekip trang điểm và làm tóc Nam Trung. Đừng quên bật VTV3 vào 20 giờ chủ nhật tuần sau để cùng thưởng thức những màn trình diễn hấp dẫn và đầy bất ngờ của top 7 bé đang chờ. Xin chào và hẹn gặp lại! Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập fanpage chính thức của chương trình www.facebook.com/thần tượng âm nhạc nhí.